Sài Gòn Cinema trân trọng giới thiệu bộ phim Hương Ga lần đầu tiên có mặt tại Houston. Phim Hương Ga của đạo diễn Cường Ngô kể về một cô gái trẻ đầy kiên cường, từ một cô bé ngây thơ trong sáng tên là Diệu. Vì dòng đời xô đẩy, cô đã đổi tên thành Hương Ga, trở thành một tay giang hồ khét tiếng khiến ai cũng phải nể sợ khu vực sân ga một thời. Bộ phim không chỉ cho người xem thấy bộ mặt thật của các ông, bà trùm, mà đằng sau những con người đó, lòng tốt và trách ẩn vẫn còn sâu thẳm trong tim họ. Chỉ vì hoàn cảnh nghiệt ngã nên lòng người cũng rẽ hướng. Phim có sự tham gia của các diễn viên Trương Ngọc Ánh, Chi Bảo, Chi Bu, Ân Hoàng Phúc, Phương Thanh. Tụi em ở mãi trong cái ao anh thấy phi cả đời. Hương Ga sẽ công chiếu tại Houston vào ngày thứ Bảy 16 tháng Giêng vào 2 suất 6 giờ tối và 8 giờ 30 tối tại Houston Community College Fremont Campus trên đường Bellway 8 và I-10. Giá vé 15 đồng. Vé có bán tại La Cà Sài Gòn 832-535-0846 trong khu Kim Sơn và Direct Furniture 281-495-3333 ngay đường Cật Quốc, hoặc liên lạc ca sĩ Kim Phượng 832-641-3657. Sài Gòn Cinema xin trân trọng kính mời. Mọi chi tiết xin liên lạc 832-535-0846.